cử nhân Học viện Báo chí và Tuyên truyền lên ngôi Á hậu một Miss Sách Việt Nam. Vượt qua hàng trăm cô gái tài sắc từ vòng sơ loại đến chung kết, Hà Thị Cẩm Lệ được xướng tên với ngôi vị Á hậu một Miss Sách Việt Nam 2023. Sau gần 6 tháng kể từ ngày được phát động, cuộc thi Miss Sách Việt Nam 2023 đã đi đến chặng đường cuối cùng. Tại vòng chung kết tại thành phố Đà Nẵng vào tối ngày 28 tháng 5 vừa qua, thí sinh người Hà Nội Phạm Thiên Nga đăng qua ngôi vị cao nhất của cuộc thi, còn cô gái đến từ Quảng Bình Hà Thị Cẩm Lệ trở thành Á hậu 1. Sinh năm 1995, Hà Thị Cẩm Lệ vốn là cử nhân ngành chính trị học Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô từng lọt top 10 thí sinh xuất sắc kỳ tuyển dụng Macca của ban sản xuất các chương trình giải trí VTV3. Hiện cô đang công tác tại Báo Thanh tra Chính phủ, cơ quan đại diện phía Nam. Với phương châm sống hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường, Cẩm Lệ cho rằng cuộc sống cho ta nhiều bài học và kinh nghiệm sau mỗi lần vấp ngã hay thất bại. Thế nhưng nếu không cố gắng hoặc không dám làm thì chắc chắn cuộc đời sẽ chỉ trôi qua bình thường cho đến cuối đời. Vì thế, mỗi chúng ta hãy luôn cố gắng hết mình, sống theo cách của chính mình, đừng sống cuộc đời của người khác. Cũng nhờ phương châm sống này mà Hà Cẩm Lệ đã tự tin khẳng định được bản thân và tỏa sáng trên đấu trường sắc đẹp. Chia sẻ về danh hiệu Á hậu 1, Cẩm Lệ cho rằng đây là kết quả xứng đáng với những nỗ lực của bản thân mình trong suốt thời gian qua. Thông qua chương trình, cô mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng, cũng như đóng góp chút công sức của mình vào mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Miss Sách Việt Nam 2023 là cuộc thi tìm kiếm ứng viên tiềm năng để trở thành gương mặt truyền cảm hứng, tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 1973-2023. Toàn bộ lợi nhuận trong đêm chung kết sẽ gửi vào quỹ Cùng Em Đến Trường và đồng hành cùng các bệnh nhân nhi bị ung thư của Hội Thông tin Khoa học và Phát triển Việt Nam.